lấy ý tưởng vẽ tranh từ đâu? Trong quá trình vẽ dĩ nhiên mình sẽ tìm hiểu cũng như tham khảo rất nhiều dép. Tuy theo tranh càng cầu kỳ thì sẽ càng cần vẽ tỉ mỉ và chỉnh sửa nhiều. Gần đây mình hay vẽ tranh dựa trên các tranh cũ của mình. Vì vậy hôm nay dép chính là bé bạch tuộc này. Mình sẽ dựng một posy 3D để vẽ góc đẹp và tốt hơn. Sau đó dựng hình lại, vẽ phác thảo nhân vật. Khúc này chủ yếu dựa trên tranh cũ để vẽ nhân vật. Mình phác sơ qua rồi lăn nét lại. Phần lăn nét này thì cứ cố mà nhìn hình rồi lăn cho đúng nha. Gần đây mình chuyển sang vẽ tranh máy để dễ chỉnh sửa hơn. Còn bạn nào vẽ trên giấy thì sẽ bắt đầu xi căn trên bảng hắt sáng. Mình trương cái phần đồng hồ cát nên mình sẽ sửa lại chỗ này. Mình tìm góc dép ở đây, mình sẽ vẽ theo của cầu này. Kết hợp giữa dép và nhân vật chính của tranh. Đó là quá trình mình lên ý tưởng cho một tranh. Vẽ xong thì mình sẽ bắt đầu tô màu, chờ tranh mình tô màu ở vít sau nhé.